Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế, kênh chuyên nói về những cái sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng, nông nghiệp sạch và ngành trùng quế. Thì hôm nay trời đang mưa thì Vương cũng xin phép vô phòng ngồi và thực hiện một cái video để trả lời những cái câu hỏi của nhiều anh chị em, đặc biệt là các cô chú bác đang nuôi trùng quế. Vương tổng hợp những câu hỏi và chọn ra những cái câu hỏi nào mà được hỏi nhiều nhất thì Vương cũng xin phép làm video để trả lời chung luôn cho tất cả cô chú bác anh chị em trên khắp cả nước. Thì cái câu hỏi Vương được nhận trong thời gian qua, đặc biệt là các anh chị em nuôi trùng quế, đó là cô chú bác anh chị em đang nuôi trùng thì sản lượng trùng cũng rất là ổn rồi, nhưng mà cô chú muốn chế biến trùng thành dịch trùng quế để làm phân bón phun xịt tưới cho cây, hoặc là chế biến con trùng thịt để làm dinh dưỡng phun, hoặc là pha nước cho vật nuôi uống, hoặc là phun trộn với lại cám, thức ăn rau củ để cho vật nuôi ăn như là cá, tôm, gà, heo, vân vân. Thì Vương con có thể hỗ trợ và giúp cho cô chú được hay không? Thì một câu hỏi cũng rất là phổ biến, thì Vương cũng xin phép được làm video này trả lời cụ thể vắn tắt như thế này. Thì ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam thì có rất là nhiều anh chị em nuôi trùng quy mô vừa và nhỏ. Thì nhiều cô chú thì làm theo kiểu mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tự cung tự cấp, tức là nuôi trùng xử lý phân bò, phân heo tại nhà và lấy cái phân trùng quế để trồng rau tại nhà luôn. Và cái con trùng thì chúng ta, cô chú bác thì lấy nó để làm thức ăn cho gà đấy, hoặc là cho cá. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì nhiều cô chú bác, anh chị em đã tiếp cận được rất là nhiều nguồn thông tin, đó là làm sao chế biến giá trị gia tăng hơn nữa các sản phẩm từ trùng quế. Thì Vương xin chia sẻ. Thì Vương có viết một bộ sách cách đây khoảng tầm 6-7 năm trước về kỹ thuật nuôi trùng quế và ứng dụng trùng quế trong nông nghiệp sạch. Thì cái bộ sách này hiện tại cũng được rất là nhiều cô chú bác anh chị em hưởng ứng và đặt để mua và chia sẻ cũng như là ứng dụng tại gia đình của mình. Thì trong năm 2024 này, việc cải tiến của bộ sách kỹ thuật nuôi trùng quế này của Vương á, thì Vương cũng đã mạnh dạn chia sẻ, có thể nói là mạnh dạn chia sẻ cái cây cần cho tất cả mọi người cùng nhau trải nghiệm, học hỏi và biến những cái kiến thức nông nghiệp của mình thành những sản phẩm thực tế có thể thương mại được và ứng dụng tại gia đình của mình. Đó là hướng dẫn thêm cho cô chú bác anh chị em có thể tự sản xuất dịch trùng quế tại nhà. Dịch trùng quế thì chúng ta có thể biến thành cái dạng dinh dưỡng phun xịt cho cây, hoặc là có thể chế biến thành dạng dịch dinh dưỡng amino đậm đặc để pha phun xịt trộn với cám, thức ăn cho vật nuôi gà, cá, tôm, lươn, heo ăn, hoặc là pha lộn với nước cho vật nuôi nó uống. Đấy, thì hai cái quy trình của hai cái sản phẩm chế biến từ côn trùng này thì Vương đã đưa hết vô trong cái bộ tài liệu gồm cả hai trang A4 này. Cụ thể từng bước chi tiết, bước 1 làm gì, bước 2 làm gì và có bản thuyết minh phía sau. Đấy. Khi mà cô chú bác, anh chị em mà cần tham khảo cái quy trình mà sản xuất dịch trùng quế cho cây trồng và vật nuôi tại nhà, tự cung tự cấp theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín, thì Vương đã có một cái bộ tài liệu này và hướng dẫn chi tiết cho mọi người. Quý cô chú anh chị em có thể tham khảo. Và bất cứ anh chị em nào đặt cái bộ sách trùng quế này thì Vương đều đính kèm cái bộ tài liệu này vào bên trong. Và nó ghi rất là chi tiết các bước để cho quý cô chú anh chị em có thể tham khảo và học hỏi, cũng như là áp dụng cái quy trình này tại nhà để chế biến cái trùng thịt thành cái dinh dưỡng sinh học giàu amino đậm đặc cho cây trồng và vật nuôi. Thì hy vọng rằng cái quy trình này sẽ được đông đảo bà con, cô chú bác, anh chị em áp dụng thành công. Thì khi mà bà con, cô chú bác áp dụng thành công thì đó cũng là một cái niềm vui, niềm cái hạnh phúc của một cái người viết sách cũng như là một cái người nghiên cứu về trùng quế trong một thời gian dài. Và nếu như mà chúng ta muốn phát triển nông nghiệp thì chúng ta cần phải liên minh, liên kết với nhau, xây dựng cộng đồng những người trẻ yêu nông nghiệp, nói được, làm được, người thật, việc thật, thì chúng ta sẽ từng bước phát triển cái nền nông nghiệp Việt Nam của chúng ta lên. Và trong quá trình xem video, nếu như quý cô chú bác anh chị em mà có bất cứ câu hỏi thắc mắc hoặc là muốn hỏi thêm thì xin hãy mạnh dạn comment bình luận bên dưới, Vương sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mọi người một cách hết khả năng của mình để làm sao chúng ta thành công nhất, ứng dụng thành công cái con trùng quế trong nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Và nếu như mọi người cảm thấy hứng thú và muốn đặt nhiều câu hỏi để Vương tiếp tục ra những cái video tiếp theo trong chuỗi series video về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế, thì xin hãy mạnh dạn comment bên dưới, Vương sẽ tiếp tục chọn ra những câu hỏi nào được hỏi nhiều nhất và tiếp tục làm những cái video như thế này để chia sẻ chung và trả lời chung trong hết khả năng của mình cho quý anh chị và quý cô chú bác hiểu và nắm bắt thông tin. Và một lần nữa xin cảm ơn và mến chúc
quý cô chú bác anh chị em đang làm nông nghiệp đã và chuẩn bị dấn thân vào mảng nông nghiệp sẽ vững tâm, vững tin và kiên định với cái mục tiêu phát triển cái nông nghiệp bền vững, xanh sạch, an toàn này, vì đó sẽ là xu thế của tương lai. Và kính chúc bà con sức khỏe, dồi dào, vụ mùa bội thu. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quới. Thì hôm nay Vương xin phép được làm một cái video giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng mà Vương đã áp dụng cũng như là đang sản xuất để phục vụ cho bà con nông dân đang làm nông nghiệp bền vững và các anh chị đang làm nông nghiệp và cần những cái chế phẩm, sản phẩm dinh dưỡng sinh học an toàn cho vườn của mình. Thì sản phẩm đầu tiên mà Vương muốn giới thiệu cho quý cô chú anh chị em đó là cái sản phẩm phân trùng quế nén nguyên tan chậm. Thì hiện tại thì farm bên Vương cũng đang cung cấp cái phân trùng quế tươi, tức là phân trùng quế được xúc trực tiếp từ trại ra, độ ẩm từ 75 đến 80%, trong này có nhiều kén trùng và lẫn một ít trùng bổ mẹ. Thì độ ẩm nó hơi cao nên nó tốt cho cái việc cải tạo đất. Thì Vương cũng đang cung cấp hàng trăm tấn phân trùng quế cho các farm sầu riêng, thanh long, cà phê cũng như là những cái farm dưa lưới tại khu vực Tây Nguyên, miền Tây và khu vực miền Trung. Và sản phẩm mà Vương đang cầm trên tay đã là cái sản phẩm phân trùng quế nén viên tan chậm, dinh dưỡng tan chậm được chế biến 100% từ phân trùng quế. Thì phân trùng tươi, độ ẩm nó cao nên nước nó nhiều, thì cái phân này sẽ được giảm ẩm, phơi giảm ẩm tự nhiên bằng gió và bằng ánh sáng mặt trời. Thì chúng ta sẽ sàng mịn ra ở độ ẩm khoảng tầm 10 đến 15% độ ẩm thôi, và sau đó sẽ nén thành từng viên. Cái viên phân trùng quế nén viên tan chậm thì nó giống như thế này nha mọi người. Và trên bao bì thì Vương có dán nhãn và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Cái phân trùng quế nén viên này là một cái loại phân dinh dưỡng tan chậm lành tính, không mùi, nên rất là an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt là các anh chị em văn phòng muốn bón cái phân này cho những cái cây bonsai, cây kiểng ở trong phòng lạnh hoặc là trong những cái phòng hợp thì rất là an toàn nha mọi người. Chúng ta chỉ cần rải cái phân trùng quế nén viên này trên bề mặt của cái chậu thôi, và sau đó chúng ta xịt nước, phun nước thì nó sẽ từ từ tan chậm dinh dưỡng và vi sinh nó sẽ hoạt động và phân giải những cái hợp chất khó tan trong cái chậu và giúp cái cây nó phát triển rễ và hút được nhiều nước và dinh dưỡng hơn. Thì phân trùng quế nén viên dinh dưỡng tan chậm này thì Vương cũng đang được ship code trên toàn quốc, và những anh chị em chơi cây cảnh bonsai Hoa Lan cũng đang rất là khói cái sản phẩm này. Thì một chút nữa Vương sẽ giới thiệu một cái bộ combo bao gồm dịch trùng nhà dinh dưỡng nhà đam và cái phân trùng nén viên này là một bộ combo 3 trong 1, tối ưu hóa dinh dưỡng và tiện dụng cho tất cả các nhà vườn ứng dụng cái sản phẩm này. Và hiện tại thì cái sản phẩm này Vương đang phân phối và bán online cũng như là ship code toàn quốc. Tất cả anh chị em ở cực Bắc, ở Hà Giang hoặc là cực Nam, Cà Mau đều có thể đặt hàng, dù chỉ 1 ký Vương vẫn sẽ ship để cho mọi người dùng thử, để chúng ta có thể cảm nhận được cái giá trị tuyệt vời mà cái phân hữu cơ vi sinh trùng quế mang lại cho một cái nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững. Đấy, thì bà con nông dân nuôi trùng quế nhiều nhất ở Củ Chi, nhưng bà con thì thật sự chỉ nuôi và bán 2 cái loại sản phẩm thô từ cái ngành trùng, đó là phân trùng và cái con trùng thịt. Thì những công ty, những trang trại, những cái farm và những người như Vương là những người được nghiên cứu bài bản chuyên sâu, thì cái việc giá trị gia tăng và chế biến những cái sản phẩm thô từ trùng quế thành những cái sản phẩm cao cấp hơn, giá trị gia tăng hơn như thế này là cái việc cần thiết để làm sao mà gia tăng cái giá trị của cái ngành trùng quế, một cái ngành mà nó giúp xử lý chất thải, phân gia súc gia cầm và biến những cái thứ chất thải đó thành một loại vàng đen cho nông nghiệp. Và trên tay Vương đây có thể nói là một túi vàng đen phân hữu cơ vi sinh lành tính, an toàn, giàu dinh dưỡng và vi sinh vật có lợi để cung cấp cho cây trồng. Đặc biệt là những anh chị em thích trồng cây kiểng bonsai thì đang rất là chuộng và thích cái sản phẩm này. Hôm nay trời mưa nên Vương mới có thời gian ngồi trong phòng và quay một cái chuỗi cái story video để từng bước giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm Vương đã và đang kinh doanh và sản xuất. Tự mình nghiên cứu, tự mình sản xuất, tự mình thương mại thì nó sẽ giúp tối ưu hóa rất là nhiều cái chi phí, và khi sản phẩm này đến tay người bà con nông dân, khách hàng thì sẽ mang đúng chất lượng và giá thành đúng với giá trị của nó. Và nếu như quý bà con có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc là muốn hỏi thêm thì xin hãy bình luận và comment bên dưới, Vương sẽ giải đáp và chia sẻ và tư vấn thêm cho quý bà con và quý khách hàng. Tất cả những sản phẩm này Vương đều ship code, dù chỉ một gói hoặc hàng chục tấn Vương vẫn có đội xe để vận chuyển và cung cấp cho khách hàng và bà con. Một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc quý khách hàng, quý bà con vụ mùa bội thu năng suất vượt trội và dồi dào sức khỏe, thắng lợi trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn và mến
Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube trên các nền tảng Facebook, TikTok nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế. Hôm nay trời đang mưa và không thể ra vườn được, thì ngồi đây Vương chuẩn bị tài liệu và soạn thảo một số cái văn bản cho công việc, sẵn tiện rảnh nghỉ ngơi và làm một số cái video để giới thiệu về cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và những cái sản phẩm mà Vương đã đang và nghiên cứu sản xuất để phục vụ cho farm tuần hoàn của mình, cũng như là quý bà con, quý khách hàng đang làm nông nghiệp và cần những cái sản phẩm dinh dưỡng an toàn, sinh học, thân thiện với môi trường và có lợi cho người tiêu dùng. Thì sản phẩm hôm nay Vương xin phép giới thiệu đó là cái sản phẩm dịch trùng quế đậm đặc, giàu amino acid, đa trung vi lượng và dinh dưỡng cũng như là hệ vi sinh vật có lợi. Thì trên tay Vương đây là một cái chai dinh dưỡng dịch trùng quế đậm đặc do chính Vương nghiên cứu sản xuất cải tiến liên tục từng ngày để làm sao tối ưu hóa cái giá thành lúc nào cũng tốt đối với tất cả bà con nông dân, ai cũng có thể dùng được, nhưng chất lượng sẽ ngày càng được cải thiện, nâng cấp từng ngày. Thì cái sản phẩm dịch trùng quế này thì Vương có đóng chai để phục vụ cho bà con. Thì trên nhãn chai có đầy đủ những cái thông tin như thành phần, hướng dẫn sử dụng, công dụng, lưu ý khi sử dụng, thông tin liên hệ khi có nhu cầu hỏi thêm, và tên sản phẩm. Thì để nhận biết giữa dịch trùng quế cho cây trồng và cho vật nuôi, thì trên nhãn Vương có in thêm những cái hình ảnh minh họa cho những cái loại cây trồng đang ứng dụng thành công những cái sản phẩm dịch trùng quế đậm đặc giàu amino này. Thì trên hình ảnh này thì chỉ đại diện một số loại cây trồng thôi ha, như lúa, rau ăn lá, rồi cây ăn trái, cây thảo mộc, cây thảo dược vân vân. Thì sản phẩm này Vương sẽ cung cấp cho những cái vườn sầu riêng, những cái ruộng lúa rộng lớn ở khu vực An Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu. Đấy, trong năm 2023 thì khu vực miền Tây, những cái khu vực trồng lúa, những anh em đại lý dưới đó thì phân phối rất là mạnh cái sản phẩm dịch trùng quế của Vương này. Và dịch trùng quế này kết hợp với Gnadam sẽ là một cái bộ combo dinh dưỡng và kháng nấm, kháng khủng, trừ sâu sinh học rất là tốt. Thì cái video sau Vương sẽ giới thiệu cái dinh dưỡng sinh học, thuốc, nó là một cái dạng thực phẩm chức năng cho cây trồng, giúp tăng sức đề kháng, kháng nấm, kháng khuẩn rất là tốt. Đó là cái Gnadam thì Vương sẽ làm sau để giới thiệu chi tiết hơn. Còn sản phẩm ngày hôm nay Vương muốn giới thiệu với mọi người đó là cái dịch trùng quế cho cây trồng. Vậy thì cái nguyên lý, cái quy trình sản xuất nó như thế nào? Thì trùng quế được thu hoạch và làm sạch, tức là được loại bỏ hết phân trùng quế ra, được làm sạch và đưa vào trong thùng ủ, ủ bằng men vi sinh vật. Đấy. Thì có hai cách để làm dịch trùng quế. Cái thứ nhất là chúng ta sử dụng men vi sinh, để men vi sinh nó hoạt động và nó tiết ra enzyme để phân giải và chuyển hóa protein, tức là cái côn trùng thịt, thành cái chuỗi peptide. Peptide tiếp tục được phân giải bởi các enzyme thì nó sẽ phân cách thành những cái chuỗi axit amin đơn phân tử, và cái đơn phân tử này chính là những cái dinh dưỡng mà cây hấp thụ ngay và liền qua hệ lá và qua hệ rễ. Đấy. Còn cái cách thứ hai thì những cái công ty chuyên nghiệp như Vương Đa và những công ty khác đang làm, đó là thủy phân bằng cái enzyme chuyên dụng, đó là cái enzyme proteasa. Đấy. Cái proteasa thì là một cái enzyme chiết xuất nguyên chất, thường là những cái công ty, những cái phòng lab nước ngoài thì họ sản xuất rất là nhiều và chi phí không hề rẻ chút nào cả. Một lít dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng một lít, tùy vào cái loại enzyme dành cho nông nghiệp hoặc là enzyme dành cho thực phẩm. Và những cái loại proteasa dạng bột thì nó giá cũng vài triệu một ký nha mọi người, nhưng mà cái hoạt chất, cái nồng độ, cái hoạt chất của nó rất là cao. Chỉ cần một vài trăm gram enzyme hoặc là một vài trăm ml enzyme thôi, có thể thủy phân hàng trăm ký trùng thịt. Nó khác nhiều so với chúng ta ủ, với cái việc là ủ vi sinh. Ủ vi sinh thì chúng ta cần vài lít vi sinh thứ cấp cho chúng ta ủ hàng chục cái trùng, còn enzyme thì nó rất là nhanh và sản xuất hàng loạt trong thời gian rất là ngắn. Bù lại nó đòi hỏi phải có thiết bị phụ trợ như là cái bồn thủy phân gia nhiệt thì chúng ta mới có thể sử dụng enzyme thủy phân được. Còn vi sinh thì ơn vãng, chúng ta chỉ cần có một cái thùng chứa và cái hệ vi sinh vật, các chủng vi sinh bacillus, nấm, để chúng ta có thể phân giải cái trùng thịt thành một cái dạng dinh dưỡng dễ tiêu ở dạng dung dịch mà chúng ta gọi là dịch trùng quế. Thì cái dịch trùng quế này sau khi thủy phân bằng vi sinh hoặc là bằng enzyme thì chúng ta lọc bớt cái cặn, bởi vì trong ruột của con trùng thì làm gì mà còn, thì nó sẽ còn phân, nó sẽ không sạch, thì chúng ta sẽ lọc bỏ bớt cái cặn đó, chúng ta bón cây. Còn cái dinh dưỡng, cái dung dịch mà chúng ta đã lọc rồi, một là chúng ta sử dụng trực tiếp cho cây luôn, tức là chúng ta pha loãng
tỷ lệ là 1 lít cho 50 hoặc 100 lít để phun xịt hoặc là tưới cây, tưới gốc. Hoặc cái dung dịch đó chúng ta có thể bổ sung thêm một số cái vi lượng như canxi bo để cân đối cái hàm lượng dinh dưỡng khi mà phun xịt qua lá hoặc là tưới gốc. Hoặc là bổ sung thêm humic, bổ sung thêm một số cái chất như silic. Tùy mọi người. Vương thì công thức chuẩn dành cho nhiều loại cây trồng, và trên nhãn chai nó có hướng dẫn chi tiết là pha, tưới gốc, cây con, cây trưởng thành bao nhiêu, pha, phun xịt, cây con, cây trưởng thành tỷ lệ bao nhiêu, sẽ chi tiết trên này. Và mọi người nhớ sử dụng đúng hướng dẫn sử dụng thì sẽ hiệu quả. Một sản phẩm tốt, một sản phẩm chất lượng chỉ hiệu quả và thành công khi mà chúng ta sử dụng đúng cách, đúng liều, đúng lượng và đúng thời gian và đúng loại cây, đúng đối tượng. Nói chung là áp dụng 4 đúng giúp Vương thì chúng ta mới áp dụng thành công và tiết kiệm được chi phí cũng như là tăng năng suất cây trồng và vật nuôi của mình. Thì sản phẩm này Vương vẫn đang được ship code toàn quốc. Quý anh chị, cô chú bác mà mua dù chỉ một chai thì Vương vẫn ship bình thường nhé. Và nếu mà mua số lượng lớn hàng trăm lít thì Vương sẽ đóng can xá 30 lít hay là can 5 lít để phục vụ cho mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn. Và nếu như quý bà con, quý khách hàng có bất cứ câu hỏi nào thắc mắc thì xin hãy bình luận và comment bên dưới. Vương sẽ trả lời và giải đáp thắc mắc thêm cho mọi người. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả cô chú bác anh chị em đã dành thời gian xem qua cái video này nói về hướng dẫn sử dụng và quảng bá cái sản phẩm dịch trùng quế do chính Vương nghiên cứu sản xuất để phục vụ cho cái farm cũng như là bà con nông dân có nhu cầu. Một lần nữa xin cảm ơn và mến chúc bà con, quý anh chị em sức khỏe dồi dào và vụ mùa thắng lợi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả anh chị em và cô chú bác đã quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Thì hôm nay Vương xin phép được làm một cái video giới thiệu một cái sản phẩm khác chế biến từ con trùng quế để phục vụ cho bà con chăn nuôi, đặc biệt là nuôi gà, nuôi lươn, nuôi cá, nuôi tôm. Thì cái sản phẩm của ngành trùng quế thì chúng ta sẽ thu được hai sản phẩm chính, đó là phân trùng và trùng thịt. Thì phân trùng là chúng ta đem bốn cây hoặc là chế biến thành những cái dạng phân trùng nén viên tan chậm. Còn trùng thịt thì chúng ta có thể cho vật nuôi ăn trực tiếp hoặc là rửa sạch và chế biến thành dạng dịch dinh dưỡng. Thì cái dịch dinh dưỡng thì trong những cái video trước Vương đã giới thiệu về cái dinh dưỡng dịch trùng quế cho cây trồng, có bổ sung một số cái chung vi lượng canxi bo, humic, sắt, kẽm để tăng cái khả năng phun xịt và tưới cây. Thì hôm nay Vương sẽ làm một cái video để giới thiệu một cái sản phẩm khác từ cái con trùng thịt, đó là dịch trùng quế dành cho chăn nuôi. Thì dịch trùng quế dành cho chăn nuôi là gì và cái quy trình sản xuất nó như thế nào và hướng dẫn sử dụng ra sao, thì hôm nay Vương sẽ chia sẻ chi tiết và cụ thể cho mọi người. Thì trên tay Vương đây là một cái chai dịch dinh dưỡng trùng quế đậm đặc dành cho vật nuôi, tên là Amino Plus. Trên nhãn chai nó có một số hình ảnh về tôm, heo, lươn, cá. Thì cái dinh dưỡng này được thủy phân 100% từ trùng và không bổ sung bất cứ thành phần dinh dưỡng vi lượng nào khác. Nó được thủy phân 100% từ trùng thịt đậm đặc và mùi thơm nhẹ, không thối. Và cái dinh dưỡng này sẽ được pha loãng với nước để cho vật nuôi uống giai đoạn còn nhỏ, hoặc là trộn với cám, bắp, rau, củ quả, thức ăn, tỷ lệ 5-10%. Trên tổng khẩu phần thức ăn tùy vật nuôi còn nhỏ hay lớn nha mọi người. Đặc biệt là những anh chị em nào mà nuôi tôm, cá, gà, lươn mà giai đoạn đầu tiên mới bắt đầu mà cho ăn thử bằng dịch trùng quế thì chúng ta sẽ nhử từ từ. Thì trên nhãn chai này nó sẽ hướng dẫn với tỷ lệ là 0,5% pha cho vật nuôi lúc mà còn nhỏ và 1% trộn với tổng khẩu phần thức ăn cho vật nuôi còn lớn, giai đoạn lớn. Thì công dụng của dịch trùng quế dành cho vật nuôi này là gì? Thì cơ bản đây là dịch trùng đậm đặc dầu amino được thủy phân trực tiếp từ trùng. Thì nó sẽ có rất là nhiều axit amin đạm dễ tiêu và một cái mùi thơm nhẹ dịu giúp vật nuôi ngon miệng và ăn mạnh hơn. Ngoài ra thì trong cái dịch trùng chăn nuôi này nó có chứa rất là nhiều probiotic, tức là hệ vi sinh đường ruột có lợi giúp cho vật nuôi chuyển hóa thức ăn tốt hơn, và cái tỷ số FCR sẽ thấp, tức là cái tỷ số hao hụt, cái lượng thức ăn hao hụt trong quá trình chăn nuôi của chúng ta sẽ giảm lại. Và chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí thức ăn hơn, nhưng vật nuôi vẫn đảm bảo để tăng trưởng cơ thể, trọng lượng và phát triển tốt. Trong chăn nuôi mà chúng ta rút ngắn được thời gian nuôi, tiết kiệm được chi phí thức ăn, vật nuôi phát triển khỏe mạnh, không bệnh là chúng ta sẽ thắng một phần. Thì cái yếu tố thắng thứ hai là nó phụ thuộc vào giá cả thị trường. Thì trong cái yếu tố kỹ thuật, cái hệ số FCR, tức là cái hệ số mà chuyển đổi thức ăn từ thức ăn đầu vào cho vật nuôi ăn á, hệ số FCR càng thấp thì chúng ta sẽ càng tiết kiệm được chi phí thức ăn và tăng thêm lợi nhuận. Vậy FCR là gì? FCR là hệ số chuyển đổi thức ăn, tức là cứ
cái hệ số ví dụ như HCR là 2,4 đi, thì tức là cứ 2,4 kg thức ăn cho vật nuôi thì sẽ tăng được 1 kg trọng lượng cơ thể vật nuôi. FCR càng thấp thì càng hoàn hảo. Thì mọi người muốn tìm hiểu thêm thì cứ vô Google bấm hệ số FCR là gì, sẽ tìm hiểu thêm ha. Và quay trở lại cái video này, vậy thì dịch trùng quế này nếu như quý cô chú anh chị em mà muốn dùng thử thì liên hệ ở đâu và mua từ ai? Thì hiện tại Vương đang ship code và cung cấp cái sản phẩm này từ Bắc xuống Nam, dù chỉ một chai Vương vẫn cung cấp để cho bà con mình dùng thử. Và tất cả các sản phẩm mà Vương giới thiệu trong những cái video này cũng như là những cái sản phẩm mà ở phía sau lưng Vương trên những cái kệ trưng bày á, thì đều do chính Vương nghiên cứu, sản xuất, đóng gói, VC, VA, kiểm tra thành phẩm trước khi đóng gói, đóng chai để cung cấp cho mọi người. Nên Vương cam kết chất lượng để cho mọi người sử dụng. Và sản phẩm này cũng đang áp dụng tại Farm Nông nghiệp Tuần Hoàn ứng dụng cho gà ăn. Đấy. Thì hy vọng rằng video này sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn phần nào về một trong những cái sản phẩm giá trị gia tăng từ cái ngành trùng quế, đó là cái sản phẩm dịch trùng quế dành cho chăn nuôi. Xin nhắc lại đó là dịch trùng quế dành cho chăn nuôi sẽ khác với dịch trùng quế dành cho trồng trọt. Đấy. Nguyên liệu làm giống nhau là làm từ trùng thịt nhưng mà cái quy trình sản xuất sẽ khác nhau. Dịch trùng quế dành cho trồng trọt chỉ dành cho trồng trọt thôi, chỉ dành cho cây trồng thôi, không được phép sử dụng cho vật nuôi. Nhưng dịch trùng quế dành cho vật nuôi, ngồi cho vật nuôi sử dụng, uống hoặc là pha với cám ra, thì dịch trùng quế dành cho vật nuôi này hoàn toàn có thể phun xịt được cho cây trồng. Đây, đó là điểm đặc biệt và khác biệt giữa hai loại ha. Và rất là cảm ơn quý cô chú bác anh chị em đã dành thời gian xem qua video này. Và mọi người nếu như mà có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc gì muốn hỏi thêm thì xin hãy bình luận và comment bên dưới, Vương sẽ giải đáp, tư vấn và hỗ trợ thêm cho mọi người. Miễn sao là bà con áp dụng thành công cái sản phẩm từ trùng quế trong nông nghiệp, đó là niềm hạnh phúc to lớn của Vương, những người nghiên cứu. Và hy vọng rằng trong thời gian tới Vương sẽ được tiếp đón mọi người đến tham quan trải nghiệm, một là trại trùng ở Củ Chi, hai là cái farm nông nghiệp Tuần Hoàn ứng dụng tại Ninh Thuận, cái khu vực mà Vương đang ngồi làm video này. Rồi chúng ta cùng nhau uống ly trà, ly cà phê và trao đổi và chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp tuần hoàn, về trùng quế, về những cái giải pháp nông nghiệp hữu cơ bền vững. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Thì hôm nay tiếp tục chuỗi series video về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và những cái giá trị tuyệt vời của trùng quế cho nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Thì Vương cũng xin phép tiếp tục bằng một cái video giới thiệu một cái combo cũng như là trả lời một số câu hỏi của các anh chị, đặc biệt là các anh chị đang thích chơi bông, chơi hoa, chơi cây cảnh ở thành phố, thành thị mà không gian chật hẹp ở ban công, sân thượng trồng một ít nhưng mà không biết mua cái gì thì hợp lý và sản phẩm hữu cơ dinh dưỡng từ trùng quế có hay không, và cái gói combo nào mà vừa bón một phân mà vừa pha phun xịt tưới gốc được hay không. Thì hôm nay Vương cũng xin phép giới thiệu cái bộ combo này. Thì trên tay Vương đây là chai dịch trùng quế nhỏ 100ml. Đấy. Chai dịch trùng quế nhỏ 100ml. Thì quy mô nhỏ như một số anh chị ở ban công, sân thượng hay chung cư thì chỉ có vài chậu hoa, vài thùng xốp trồng rau sạch cho gia đình sử dụng, thì một chai 100ml dịch trùng quế này dư sức để mọi người sử dụng trong vòng một tuần lễ 10 ngày ha. Chúng ta sẽ pha loãng ra. Một chai 100ml này có thể pha được cho tối đa khoảng 50 lít nước. Thì mỗi lần chúng ta pha loãng thì chúng ta có thể sử dụng một nắp này cho 1 lít nước hoặc là hai nắp này cho 2 lít nước, bình 2 lít để phun xịt cho rau, hoa, cây cảnh để cho nó tăng sức đề kháng nè, phát triển bộ rễ nè, tăng năng suất nè, kích bông ra bông rồi cứng cáp, không bị bệnh, không bị héo. Và ngoài ra cái combo gồm có hai sản phẩm nữa, đó là cái phân trùng quế nén viên và cái chai dịch trùng quế 100ml này là một cái combo hoàn hảo cho các anh chị em sử dụng quy mô nhỏ ở đô thị, là ban công, sân thượng hoặc là những cái thùng xốp trồng rau sạch tại nhà. Phân trùng quế nén viên là dinh dưỡng tan chậm, mọi người có thể rải nó trên cái chậu, cái thùng xốp hoặc là những cái khay ươm rau, chúng ta rải và chúng ta tưới nước thì dinh dưỡng ở trong cái phân trùng này thì tự khắc nó sẽ tan chậm từ từ ra và vi sinh nó sẽ hoạt động và nó sẽ giúp bảo vệ bộ rễ của cây rau, cây hoa của chúng ta, và dinh dưỡng có trong phân trùng quế nó sẽ được cây hấp thụ một cách bền vững và không bị độc, không bị nóng và không bị sốc cây. Và khi kết hợp giữa dịch trùng quế pha loãng để phun xịt tưới qua lá hoặc là tưới gốc
Và phân trùng quế là chúng ta rải trên bề mặt của cái thùng xốp hay là của cái chậu hoa của chúng ta thì sẽ là một cái cuộc combo hoàn hảo, vừa bón được cho gốc, vừa phun sạch được cho cây và hoàn toàn dinh dưỡng chiết xuất từ trùng quế hữu cơ 100% và không độc hại cho môi trường. Đặc biệt cái dinh dịch trùng quế này chúng tôi đã cải tiến một cái mùi của nó rất là dễ chịu nha mọi người, mùi rất là dễ chịu, không tanh, không hôi, không thối gì cả, nên mọi người cứ mạnh dạn sử dụng nó cho cái vườn của mình mà không ảnh hưởng đến những cái hộ gia đình xung quanh. Đấy, lúc trước cách đây vài năm thì cũng rất là nhiều người phản ánh là cái dịch trùng quế sao cái mùi nó hôi quá, tanh quá. Nhưng mà hiện tại sản phẩm này chúng tôi đã cải tiến một cái mùi rất là dễ chịu. Và phân trùng quế cũng vậy. Phân trùng quế thì đã được nén viên, tan chậm và nó hoàn toàn không mùi hôi nha mọi người. Mọi người có thể bỏ phân này trong những cái chậu, trong những phòng máy lạnh, phòng kính đều được và không gây ảnh hưởng đến môi trường. Đấy, đó là cái lợi tuyệt vời và cải tiến liên tục của chúng tôi trong suốt cái quá trình mà xây dựng và phát triển giá trị gia tăng của cái ngành trùng quế. Đấy. Thì combo này giá rất là cạnh tranh, chỉ khoảng tầm 55 ngàn thì chúng ta có nguyên cái combo này. Đấy. Viên cái combo này để chúng ta có thể sử dụng tại nhà. Và đặc biệt khi mà sử dụng sản phẩm này, chúng tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn cho mọi người trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Đấy. Cái điểm đặc biệt và khác biệt của Farm Vương Trùng Quế là đội ngũ kỹ thuật cũng như bản thân tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mọi người trong suốt cái quá trình sử dụng sản phẩm của bên tôi. Đấy. Thì bà con cứ yên tâm mà sử dụng. Và một lần nữa cũng rất là cảm ơn quý bà con và quý khách hàng đã xem qua video này, và hy vọng rằng cái bộ combo này sẽ là một cái bộ sản phẩm hữu ích, hữu dụng, dinh dưỡng an toàn sinh học cho tất cả mọi người ứng dụng cho cái farm của mình. Và những cái sản phẩm phía sau lưng Vương đây thì một chút nữa Vương sẽ giới thiệu thêm và làm video rõ hơn để cho chúng ta tìm hiểu và sử dụng. Sản phẩm của chúng tôi hiện đang ship có toàn quốc từ Bắc xuống Nam. Mọi người có thể đặt và chúng ta có thể trải nghiệm thử. Và sự hạnh phúc và những cái vườn rau của quý vị chính là cái niềm hạnh phúc và tự hào của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý mọi người, quý bà con, quý khách hàng đã dành thời gian xem ba video này. Và nếu như mọi người cảm thấy muốn Vương chia sẻ những cái kiến thức khác liên quan đến nông nghiệp tuần hoàn, liên quan đến trùng quế hay là những cái sản phẩm khác thì mọi người cứ bình luận một comment bên dưới. Vương sẽ dành thời gian và chia sẻ cũng như là đăng những cái video định kỳ để cho chúng ta cùng nhau giao lưu, kết nối, học hỏi và cùng nhau chia sẻ những kiến thức nông nghiệp, xây dựng cộng đồng những người yêu nông nghiệp, nói được, làm được và tạo ra những sản phẩm hạnh phúc, tốt cho sức khỏe và giúp bảo vệ môi trường. Rất cảm ơn quý bà con và quý khách hàng đã xem ba video này. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Và hôm nay Vương xin phép làm một cái video ngắn chia sẻ những cái thông tin về những cái sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng mà do Vương nghiên cứu và sản xuất để phục vụ cho farm cũng như là cung cấp cho quý khách hàng và bà con nông dân có nhu cầu sử dụng trên khắp cả nước. Thì sản phẩm hôm nay Vương xin phép được chia sẻ sẽ liên quan đến một cái phụ phẩm, một cái sản loại trái cây mà chúng ta thường thấy hàng ngày, đó là chuối. Đấy. Vậy thì chuối có công dụng gì mà tại sao Vương lại sử dụng chuối là một cái nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất xuất cái loại dinh dưỡng sinh học này? Thì Vương cũng xin phép chia sẻ đó là chuối là một loại trái cây mà hầu như ở tỉnh thành nào cũng trồng hết. Những loại chuối xứ, chuối già hương, chuối la ba, chuối cầu vân vân, tất cả những loại chuối đều rất tốt cho sức khỏe, bởi vì chuối chứa rất là nhiều kali và những cái vitamin khoáng chất giúp ích cho cơ thể. Thì Vương sử dụng cái phụ phẩm chuối, tức là những cái chuối chín giặt bỏ đi, tức là không ăn được nữa, sử dụng nó để ủ và lên men, chiết xuất kali hữu cơ, vitamin khoáng chất. Và đặc biệt là trong cái vỏ của trái chuối chín nó có chứa rất là nhiều hoạt chất kích rễ tự nhiên cho những cái dòng ho, dòng lan, tuyệt vời nha mọi người. Có một số anh chị em là thường thì gọt cái vỏ, bỏ cái vỏ đi, chỉ lấy cái ruột chuối để mà ủ lên men thôi. Nhưng mà bản thân Vương thì nên khuyến cáo cho mọi người khi mà ủ phân chuối á, hay là ủ GE hay EE chuối á, là mọi người nên sử dụng cả vỏ và ruột. Chỉ cần làm sạch, tức là rửa sơ cho nó sạch cát, sạch bụi bẩm đi, và chúng ta băm ra. Đấy, rồi chúng ta ủ lên men. Thì cái kỹ thuật ủ thì phụ thuộc vào cái kỹ thuật của từng người. Chúng ta có thể sử dụng men vi sinh, hoặc là chúng ta có thể nấu, chúng ta có thể ủ men truyền thống bản địa, vân vân. Tất cả những cái phương pháp ủ đều được cả. Vấn đề là tùy vào vi mô, sản lượng và năng suất thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại men vi sinh ủ khác nhau để rút ngắn thời gian hay là tăng chất lượng lên.
Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, thì trên tay Vương đây là một cái chai dinh dưỡng sinh học GE chuối. Và nhiều anh chị cô chú bác sẽ hỏi ủa GE là gì, sao không ghi là phân chuối mà ghi là GE chuối. Đấy. Thì Vương xin giải thích. Cái GE là viết tắt của từ GAPA enzyme. Rồi, tức là enzyme chiết xuất từ cái cơ chất hữu cơ. Còn dịch thẳng ra là enzyme rác. Hay còn gọi có một số chỗ thì người ta gọi là EE, tức là ecoenzyme, tức là enzyme sinh học, enzyme sinh thái. Thì những cái nguyên liệu hữu cơ, trái cây, đặc biệt là những cái loại trái cây có độ ngọt, độ đường thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để ủ lên men tự nhiên được nha mọi người. Thì trên tay Vương đây là một cái chai GE, phân kali chuối tự nhiên. Đây, Vương có thiết kế nhãn các hình ảnh của loại cây ăn trái mà có thể ứng dụng. Cây ăn trái thì tốt, rau hoặc là hoa, cây kiểng đều được nha mọi người. Hướng dẫn sử dụng, thành phần, công năng, công dụng và lưu ý, cũng như là cái địa chỉ sản xuất, cũng như là những cái thông tin mã QR code truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn cơ sở công bố. Thì sản phẩm này hiện tại đang là cái sản phẩm best seller đứng top 2 trong năm 2023 vừa rồi Vương sản xuất, bởi vì ở khu vực miền Tây An Giang khi kết hợp giữa kali chuối hữu cơ và cái GE Nha Đam, cái là cái dinh dưỡng từ Nha Đam á, xịt cho lúa thì lúa rất là chắc trái và hạn chế được nấm khuẩn bệnh gây hại trên cây lúa. Đó là một cái thị trường tiềm năng mà chúng ta cần phải chú ý. Thì cái GE chuối này thì Vương có hai bi cách, đó là đóng chai 1 lít, can 5 lít hoặc là can 30 lít. Thì những cái trang trại lớn a phần là họ sử dụng can 30 lít là nhiều. Khi mà pha cái dịch trùng quế này với lại những cái loại phân bón khác đều được nha mọi người, không có phản ứng ngược hay là không có kết tủa gì cả. Vì bản chất của nó lành tính là dinh dưỡng sinh học an toàn. Nên chúng ta có thể pha trộn với lại những cái loại dung dịch hoặc vi sinh, humic hoặc là bacillus, chế phẩm khác để chúng ta phun xịt kết hợp hoặc là tưới gốc đều được cả, không có phản ứng ngược. Thì do tự sản xuất, tự nghiên cứu, tự phân phối nên cái giá cả cũng rất là cạnh tranh, chỉ 65k trên chai thôi thì rất là cạnh tranh. Mọi người có thể sử dụng và trải nghiệm thử cho ngôi vườn của mình. Thì trong quá trình sử dụng thì Vương sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mọi người thêm để chúng ta có thể là ứng dụng làm sao cho hiệu quả và thành công nhất cái sản phẩm này cho ngôi vườn của mình. Sản phẩm tốt nếu sử dụng không đúng cách thành ra nó không tốt, sản phẩm tốt sử dụng đúng cách thì nó sẽ hiệu quả và giúp cho mọi người tối ưu rất nhiều về mặt kinh phí và chi phí cũng như là về mặt kỹ thuật. À, thì dinh dưỡng sinh học GE chuối là một niềm tự hào của Vương. Đây là một sản phẩm hữu cơ sinh học đơn giản nhưng chứa đựng rất là nhiều tâm huyết của mình trong cái quá trình sản xuất ra nó, và được đông đảo bà con nông dân ứng dụng cho cái sản phẩm này. Đặc biệt là có rất là nhiều vựa kiện họ đang sử dụng combo gồm GE chuối, GE Nha Đam, dịch trùng quế chai nhỏ 100 ml và cái bịch phân trùng quế nén viên, combo 4 sản phẩm này là bộ đôi hoàn hảo dinh dưỡng cho hầu như các loại cây trồng, hoa, cây kiểng, bonsai, bởi vì nhà vườn nhà kiểng rất là phái nha. Rồi, thì một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem qua video này. Nếu như quý bà con, quý khách hàng có nhu cầu trải nghiệm dùng thử thì xin hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới để ở dưới video. Vương sẽ tư vấn hỗ trợ cho bà con trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Một lần nữa cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Và hôm nay tiếp tục chuỗi series video về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng, Vương xin phép chia sẻ một cái sản phẩm khác cũng rất là tâm huyết, top 3 sản phẩm bán chạy nhất năm cuối năm 2023 của farm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng Vương Trùng Quế. Và sản phẩm này là gì? Đó là cái dinh dưỡng sinh học Nha Đam, chiết xuất từ Nha Đam để phun xịt cho những cái loại cây ăn trái, rau ăn lá, đặc biệt là những cái dòng hoa lan, cây kiểng bonsai, giúp kháng nấm, kháng khuẩn và làm lành vết thương rất là tốt. Sản phẩm này đã được kiểm chứng và sử dụng bởi rất nhiều nhà vườn, đặc biệt là đã được nhà vườn bonsai Hình Kim Sơn phân phối cho tất cả mọi người ở khu vực miền Trung, miền Tây và miền Nam. Đấy. Vậy GE Nha Đam là gì? GE Nha Đam là một cái sản phẩm được ủ lên men từ những cái bịa Nha Đam, bịa lá chân Nha Đam, những cái phụ phẩm Nha Đam đã được làm sạch lên men tự nhiên bằng vi sinh vật bản địa, được lọc, làm sạch, được lọc và bổ sung thêm một số cái vi lượng như bo, sắt, kẽm, humic để có thể là giúp tăng cái hoạt tính và dinh dưỡng của cái dinh dung dung dịch GE Nha Đam này lên. Không chỉ đơn thuần đó là một loại thực phẩm thức năng cho cây, một loại thuốc thảo mộc sinh học từ Nha Đam, mà nó còn là một cái dinh dưỡng chứa rất là nhiều vitamin và khoáng chất. Ngoài kháng nấm kháng khuẩn thì nó giúp cây tăng trưởng phát triển một cách bền vững, bởi đây là dinh dưỡng hữu cơ vi sinh nên rất là lành tính và sử dụng cho hầu hết các loại cây
mỗi loại cây, mỗi loại tuổi cây thì sẽ có hướng dẫn sử dụng và chúng ta có thể pha loãng vào trong này. Đấy, thành phần, hướng dẫn sử dụng, công dụng và địa chỉ liên hệ mua hàng ở phía dưới nhãn chai. Và những sản phẩm này là do chính chúng tôi nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng thành công tại farm cũng như là nhiều khu vực khác và phục vụ cho bà con và quý khách hàng đang từng bước hướng đến cái việc đó là sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng và hữu cơ an toàn. Thì nếu như bà con, quý khách hàng muốn trải nghiệm thử thì cứ liên hệ với số điện thoại tôi để dưới video này, thì chúng tôi sẽ cung cấp và ship code toàn quốc cho mọi người dù chỉ một chai để bà con và quý khách hàng dùng thử. Nếu hiệu quả thì xin hãy ghé lại và tiếp tục đặt hàng, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những sản phẩm này cho quý bà con và quý khách hàng. Và Vương sẽ cùng với các anh em cộng sự sẽ là người tư vấn trực tiếp cho bà con trong suốt quá trình sẽ mua sản phẩm, dù chỉ một chai nha mọi người. Dù chỉ một chai, đây là cái điểm đặc biệt mà chúng tôi mong muốn rằng sản phẩm hiệu quả khi nào chúng ta sử dụng đúng cách. Vì vậy nên cái việc tư vấn và hỗ trợ bà con trong suốt quá trình mua hàng, sử dụng sản phẩm là một trong những cái trách nhiệm to lớn mà chúng tôi mong muốn để làm sao cây trồng vườn hoa của bà con quý khách nó xinh, tươi, xanh đẹp và năng suất, chính là cái niềm tự hào và vinh dự của chúng tôi trong suốt cái quá trình khởi nghiệp trong cái mảng trồng quế và nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng này. Có một số cô chú anh chị em hỏi tôi là cái dinh dưỡng người Nha Đam này ngồi xin xịt phun cho hoa cây kiểng bonsai ra thì có thể xịt phun cho những cái loại cây công nghiệp lâu năm hay không, thì Vương cũng xin thẳng trả lời đó là hoàn toàn được nha mọi người. Tất cả những sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng mà mọi người nhìn thấy trong những cái video trước mà Vương đăng hoàn toàn sử dụng được cho những dòng rau ăn lá, cây ngắn ngày, cây công nghiệp hay là cây ăn trái. Thì mỗi loại cây, mỗi loại cách sử dụng sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng riêng khác biệt trong cái nhãn chai. Đấy. Và tất cả những sản phẩm này chúng ta có thể phối trộn chung lại với nhau mà chúng ta không sợ bị kết tủ hay là bị sóc cây. Bởi vì bản chất của những sản phẩm này đều là sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ vi sinh. Nên khi trộn chung với nhau thì không kể ảnh hưởng gì cả nha mọi người. Đấy. Và lưu ý là chúng ta làm nông nghiệp bền vững thì hạn chế tối đa sử dụng thuốc trừ sâu hoặc là thuốc diệt cỏ, bởi vì những cái loại này nó rất là ảnh hưởng đến môi trường và cây cối cũng như là chính sức khỏe của chúng ta. Thì đó cũng là một số cái chia sẻ của Vương trong cái quá trình mà áp dụng cái sản phẩm best seller đứng top 2 này. Sản phẩm đứng top 1 là dịch trùng quế chai 1 lít và sản phẩm top 3 là GE chuối. Đấy, combo 3 sản phẩm top 1, top 2, top 3 nhiều tháng vừa rồi. Thì để đưa ra những sản phẩm này thì Vương và các cộng sự cũng trải qua một cái quá trình nghiên cứu dày công để mà phục vụ cho việc khảo nghiệm và tiến tới đóng chai thành phẩm để cung cấp ra thị trường. Thì một lần nữa Vương cảm ơn tất cả quý anh chị em và quý bà con đã dành thời gian xem qua video này. Nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì thì xin hãy bình luận bên dưới, Vương sẽ chia sẻ và giải đáp thêm. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình, Vương Trùng Quế, kênh chuyên nói về những cái sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng, trùng quế và nông nghiệp bền vững. Thì để đáp ứng các nhu cầu và đặt câu hỏi của các anh chị em, cô chú bác trong thời gian vừa qua, đó là cô chú bác muốn tìm một cái loại men vi sinh chất lượng, giá thành hợp lý và dễ sử dụng để có thể ứng dụng ủ chuối, ủ nha đam, ủ cá, ủ dịch trùng tại nhà và xử lý mùi hôi hoặc là làm những cái phân bón khác từ cái vi sinh này, thì Vương có thể giúp cho cô chú được hay không? Thì hôm nay Vương xin phép trả lời câu hỏi này của quý cô chú anh chị em. Đó là hiện tại Vương cũng đã và đang sản xuất một cái combo men, men vi sinh dạng nước và men vi sinh dạng bột. Men vi sinh dạng nước thì Vương sẽ đóng chai như thế này. Chai vi cách là 1 lít. Men vi sinh này là có tập hợp những cái chủng vi sinh cố định đạm, phân giải lân và phân giải cellulo. Chủ lực là cái dòng 3 silus subtilis, nó sẽ giúp phân hủy những cái hợp chất protein từ cá, trùng quế, tạp chất có nguồn gốc từ động vật thành những cái dạng dinh dưỡng nước giàu axit amin và đạm để phun xịt cho cây hoặc là làm dinh dưỡng cho vật nuôi. Thì cái chai men này Vương đã ghi tất tần tật những cái thông tin về công dụng, hướng dẫn sử dụng, thành phần và một số cái lưu ý cũng như là thành số điện thoại thông tin liên hệ tư vấn nếu cần. Và Vương cùng với các cộng sự anh em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý cô chú anh chị em trong suốt cái quá trình sử dụng sản phẩm này. Và cái dòng men này là hiện tại cũng đang được Vương sử dụng để ủ dịch trùng quế tại trang trại với công thức riêng biệt của mình cho cây trồng và vật nuôi.
Thì một chai 1 lít như vậy thì hiện tại Vương đang bán với giá 100k một lít, và hiện tại đang có chính sách khuyến mãi là mua 5 chai tặng 1 chai và free ship code toàn quốc nha mọi người. Trong quá trình sử dụng thì bà con cứ mạnh dạn liên hệ và Vương sẽ tư vấn hỗ trợ thêm. Ngoài ra thì Vương còn có một cái sản phẩm men vi sinh khác dạng bột. Men này phù hợp cho bà con ủ những cái loại phân bò, phân heo mà nó bị ướt, bị nhão á. Chúng ta rải cái men này lên, đảo trộn và phủ bạt lại giữ nhiệt để cho nó phân hủy cái đống phân bò, phân heo của chúng ta lên. Những cái nguồn nguyên liệu mà nó hơi bị nhão thì chúng ta sử dụng men bột. Còn những cái nguồn nguyên liệu mà nó bị khô như là phân bò khô rồi, hay là chúng ta muốn mật độ vi sinh nó mạnh hơn để rút ngắn cái thời gian ủ dịch trùng, ủ phân cá, phân đậu nành, phân bánh dầu, vân vân, thì sử dụng cái loại men nước này thì cái mật độ vi sinh nó sẽ cao hơn. Thì cái men bột này á, thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta ủ những cái loại phân dạng nhão cũng như là phối trộn và rải trên bề mặt của cái nền chuồng gà, chuồng heo hoặc chuồng bò để làm đệm lót sinh học. Thì đương nhiên đệm lót sinh học thì chúng ta sẽ có một cái lớp chất nền là chấu, mùn cưa, xơ dừa. Đấy, và chúng ta sẽ rải cái cám men vi sinh này lên và đảo trộn. Thì khi mà vật nuôi nó ị ra thì nước tiểu và cái phân nó sẽ thấm vào cái lớp đệm lót sinh học này, nó sẽ được vi sinh trong cái men này hoặc khó, và nó sẽ xử lý và chuyển hóa thành một cái loại phân bón trong suốt cái quá trình nuôi và đối kháng lại một số cái loại vi khuẩn có hại. Đấy, thì hai cái sản phẩm men bột và men nước này cũng là cái combo mà Vương đang cung cấp cho những cái trại heo lớn để sử dụng xử lý để biến phân heo tươi thành thức ăn nuôi chuồng quế nha mọi người. Đấy, phân heo thì cần phải xử lý mùi nè, độ mặn nè, kích thước hạt cám sao cho nó nhỏ để cho côn trùng nó có thể nuốt được nè. Thứ ba đó là nó tối ưu được, nó ém được cái mật độ khí độc ở trong cái phân heo. Thì cái combo men này là bộ đôi hoàn hảo để chúng ta có thể xử lý phân heo tươi để nuôi chuồng quế thành công nha mọi người. Đấy, có một cũng tầm 5 trại heo ở Đắk Lắk họ cũng đang sử dụng cái combo men này của Vương. Đấy, thì trong quá trình sử dụng sản phẩm thì quý cô chú anh chị em có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào thì Vương sẽ chia sẻ, góp ý và hướng dẫn thêm cho mọi người. Bởi lẽ sản phẩm tốt, thành công khi và chỉ khi chúng ta sử dụng đúng cách thì nó mới hiệu quả được. Còn nếu chúng ta sử dụng không đúng cách thì thành ra sản phẩm tốt cỡ nào thì nó cũng sẽ không có hiệu quả. Đấy. Thì hy vọng rằng những anh chị em mà nuôi trùng quế giống Vương á, thì chúng ta có thể vừa sản xuất được phân trùng, vừa có cái nguồn trùng thịt, có thể tự sản xuất được cái dịch trùng quế tại nhà, tự cung tự cấp, tạo thành một cái vòng tuần hoàn khép kín, và chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí về thức ăn chăn nuôi, rồi chi phí về phân bón hữu cơ vân vân để phục vụ ngược lại cho cái farm của mình. Sau khi dồi dư ra thì chúng ta sẽ cung cấp lại cho những cái khu vực lân cận hoặc là quý khách hàng có nhu cầu. Đấy. Thì hôm nay là Vương xin phép được chia sẻ cái combo men rất là tâm huyết. Lúc mới đầu thì combo men này có tên là VL01 và 02. Nếu mà bà con và quý anh chị có xem trên kênh YouTube Vương Trùng Quế mà gõ từ khóa men xử lý phân heo thì nó sẽ ra cái bộ men VL01 phân 2. Nhưng mà sau một thời gian thì Vương đã cải tiến và nâng cấp nó lên thì đặt tên nó thành IMO Pro và IMO Plus. Hai cái dòng men combo dạng nước và dạng bột này hợp tính và hiệu năng nó sẽ mạnh hơn cái VL0102 trong cái việc xử lý mùi hôi, ủ phân, làm đệm lót sinh học, ủ dịch vân vân. Rồi thì trong quá trình xem video, nếu như mà quý bà con, quý khách hàng mà có thắc mắc hay là muốn hỏi thêm những cái vấn đề nào liên quan á thì sẵn sàng Vương sẽ chia sẻ và hướng dẫn thêm. Biết gì thì Vương sẽ chia sẻ đó, và Vương không biết gì thì Vương sẵn sàng mở lòng và học hỏi từ quý anh chị em, cũng như là nhận những cái góp ý trong quá trình sử dụng sản phẩm của bên Vương. Đấy, thì quý anh chị em cứ bình luận và comment bên dưới để chúng ta tạo một cái sự tương tác để Vương có nhiều động lực và tinh thần hơn để thực hiện những cái video tiếp theo. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn quý cô chú anh chị em và bà con đã dành thời gian xem qua video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trồng quế. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Thì hôm nay Vương xin phép được tiếp tục chuỗi series video nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và giới thiệu những cái sản phẩm nông nghiệp mà Vương đã và đang nghiên cứu để phục vụ cho farm cũng như là bà con khách hàng trên khắp cả nước vì một nền nông nghiệp bền vững. Thì nếu như bà con, quý khách hàng và anh chị em đã xem những cái video trước thì chúng ta đã tìm hiểu cũng hết 70-80% những cái sản phẩm của Vương sản xuất và nghiên cứu trong cái thời gian dấn thân trong cái mảng nông nghiệp này. Thì hôm nay Vương cũng xin phép được giới thiệu tiếp tục 3 sản phẩm nữa mà Vương đã nghiên cứu trong năm 2024 để phục vụ cho bà con quê nhà, đó là quê hương Ninh Thuận. Nói đến Ninh Thuận thì chúng ta sẽ nói đến vùng đất đầy nắng và gió, thành phố Phan Rang Tháp Chàm với những loại cây như nho, táo, những con vật đặc thù như cừu, dê và nho đam hay là hành, tỏi. Thì với cái tâm nguyện đó là khi mà ở tại cái mảnh đất quê hương này với những loại cây trồng này thì Vương cũng mong muốn là nghiên cứu cho ra một cái sản phẩm
dinh dưỡng sinh học an toàn để phục vụ cho bà con trồng hành, tỏi hay trồng nho đam. Thì hai sản phẩm này đã ra đời trong tháng 3 và tháng 5 2024. Thì cũng rất là may mắn là cũng được một số cô chú anh chị em cũng đang dần biết đến sản phẩm này và đang sử dụng và đạt được một số cái hiệu quả và thành công nhất định cho cái vườn nho đam cũng như là cái khu vực trồng hành tỏi của mình. Thì sản phẩm đầu tiên Vương muốn giới thiệu đó là một cái sản phẩm dinh dưỡng sinh học được pha trộn công thức chuyên dụng cho cây nho đam. Cây nho đam. Đây là sản phẩm được Vương nghiên cứu và ứng dụng thành công cho cây nho đam tại một cái trang trại ở Ninh Sơn. Sau đó là sẽ ứng dụng và chuyển giao cho một số cái vườn nho đam ở khu vực Văn Sơn, Văn Hải là hai thủ phủ trồng nho đam lớn nhất Ninh Thuận. Thì dinh dưỡng này là gì? Dinh dưỡng này là sự kết hợp giữa dịch trùng quế, một số hoạt chất từ chuối cũng như là một số cái vi lượng và hoạt chất để giúp cho cây nho đam thứ nhất phát triển bộ rễ, thứ hai tăng độ dày bẻ lá để tăng năng suất cây trồng cho bà con có thêm thu nhập. Thứ ba đó là có một số chủng vi sinh vật có lợi giúp đối kháng với một số chủng vi sinh vật có hại trong đất, trong môi trường, hạn chế bệnh thối rễ và thối nhũng trên cây nho đam. Cây nho đam là một loại cây thuộc dòng xương rồng nhưng mà nó cũng rất là nhạy cảm khi chuyển mùa, tức là khi mùa nắng chuyển sang mùa mưa hay là từ mùa mưa chuyển sang mùa nắng thì cái khoảng giao mùa đó là cái khoảng thời gian mà cây nho đam cực kỳ dễ bị bệnh. Vì vậy nên việc tăng cường sức đề kháng và chuyển tiếp mùa một cách từ từ chậm chậm để cây nho đam nó thích nghi và nó không bị bệnh là một cái vấn đề quan trọng. Và nho đam là một loại cây mọng nước, nó không cần phân bón nhiều, nó cần nước nhưng cần đủ thôi, không được dư. Chính vì vậy nên hai cái khu vực Vân Sơn và Vân Hải là hai khu vực đất cát, nó có một cái cơ chất đất lâu năm nên nó giữ nước phù hợp với cái thời gian mà hút nước của bộ rễ của cây nho đam, không nơi nước cũng như là không hút nước nhanh như ở khu vực Mũi Dinh, Sơn Hải. Vì vậy nên khi mà cung cấp dinh dưỡng cho cây nho đam, ưu tiên những cái dòng dinh dưỡng hữu cơ sinh học từ cây nho đam. Thì cái dinh dưỡng này là cái công thức phối chế mà Vương đã khảo nghiệm thành công và nó hoàn toàn phù hợp cho cây nho đam. Nó đáp ứng các tiêu chí là giúp cây khỏe, cứng cáp, chống đổ ngã, phát triển bộ rễ, hạn chế bệnh thối nhũng, teo đầu lá hoặc là teo đầu rễ. Và đặc biệt là nó không có bị sốc cây, bởi vì dinh dưỡng sinh học hữu cơ thì nó an toàn và lành tính. Khi mà chúng ta sử dụng có lố một chút, có tăng nồng độ lên một chút thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Còn nếu mà chúng ta không sử dụng phân hữu cơ mà lạm dụng quá nhiều chất hóa học kích thích hoặc là phân hóa học á, thì cây nho đam nó sẽ có một cái đặc tính rất là dễ thấy, đó là khi mà chúng ta bón phân hóa học vô cho nó sẽ hút vô tội vạ. Thì bản năng của cây nho đam là một cây dạng như thuộc họ xương rồng, mà khi mà phân hay là nước mà đến nhiều quá, nó hút nơi nước thì rất là dễ bị thối. Và khi mà nó hút quá nhiều dinh dưỡng hóa học, nó ăn nhiều nitrit, nitrat hoặc là những cái dinh dưỡng hóa học quá, thì cái lớp thịt của cái nho đam nó sẽ nở ra rất là dày. Và cái lớp vỏ nho đam thì lại mỏng, nó không phù hợp với cây nho đam nó phát triển mà nó sẽ bị nứt, bị dễ bị thối. Đấy. Đó là một trong những cái nhu cầu thật sự của cây nho đam. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Và tiếp tục chuỗi series video về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế, thì hôm nay Vương xin phép được chia sẻ một chút về các sản phẩm tiếp theo để cho mọi người biết rõ hơn phần nào về những cái sản phẩm tâm huyết mà bà Vương và các cộng sự đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho farm cũng như là quý bà con với khách hàng có nhu cầu. Đấy. Thì sản phẩm tiếp theo để phục vụ cho quê hương Ninh Thuận, một sản vật đặc thù đó là cây hành tỏi. Cây hành tỏi là một loại cây rất là nổi tiếng ở Lý Sơn và Ninh Thuận. Thì Ninh Thuận quê hương nắng gió, thì với cái đặc điểm khí hậu nắng và gió cũng như là cái vùng đất trồng hành gần biển nên có rất là nhiều hàm lượng khoáng, natri, kali, canxi, nên cái đặc tính này sẽ giúp cho cây hành, cây tỏi sẽ có mùi vị rất là đặc trưng. Đấy. Không chỉ hành tỏi mà những loại cây ăn trái khác với cái điều kiện khí hậu nắng gió này thì cái hàm lượng nước nó sẽ cô đặc lại và cái lượng đường nó sẽ cao hơn, nên trái cây ăn rất là ngọt, thanh và mọng nước nha mọi người. Đấy. Thì trên tay Vương đây là một cái sản phẩm mà Vương vừa mới ra mắt hồi tháng 4 năm 2024 đây thôi. Đó là dinh dưỡng sinh học chuyên dụng dành cho cây gia vị hành tỏi. Đấy. Amino onion được chiết xuất từ trùng quế, nho đam, chuối và những cái hoạt chất hữu cơ khác. Thì cái gia dinh dưỡng này là đậm đặc, có thể phun xịt qua lá hoặc là tưới thả tràn theo đặc tính của cái ruộng hành của bà con nông dân tại địa phương Ninh Thuận. Thì với cái nhu cầu của bà con sau khoảng một khoảng thời gian cũng gần 2 tháng khảo sát, thì bà con trồng hành họ yêu cầu Vương đó là con cố gắng nghiên cứu làm sao mà cho ra một cái loại dinh dưỡng, thứ nhất là làm to củ,
Thứ hai là làm dày lá, chắc lá và không bị đổ ngã khi mà mùa gió tới. Thứ ba là phát triển bộ rễ mạnh, rễ bám sâu trong cát, hút được nhiều nước, nhiều dinh dưỡng thì cái năng suất và khối lượng năng suất của cái củ hành nó mới đạt. Và thứ tư, quan trọng nhất đó là làm sao khi mà củ hành thu lên để bảo quản trong kho qua vụ sau vẫn có thể trồng được mà không bị thối củ. Thì Vương tìm hiểu nguyên nhân thì do cái quá trình mà chúng ta trồng hành lúc trước bà con xài quá nhiều hóa học nên cái chất hóa học này, phân hóa học này nó tồn dư nhiều trong cái củ hành. Thì khi mà gặp ẩm mốc phát triển nó ăn cái dinh dưỡng tồn dư đó thì nó sẽ làm cái củ hành bị nhũng và bị thối đi. Đấy. Nên khi mà sử dụng cái dinh dưỡng này, Vương có bổ sung thêm một số cái chủng vi sinh có lợi đối kháng với những cái chủng vi sinh gây hại ấy. Thì sẽ giúp cho cái việc bảo quản cái củ hành được lâu hơn. Vì vậy nên quý bà con, quý khách hàng không chỉ ở Ninh Thuận mà những tỉnh thành khác, chúng ta trồng hành trên ruộng hay là trồng hành trong sân thượng, ban công, trong thùng khớp, trong khay nhựa đều có thể sử dụng cái dung dịch này để phun xịt hoặc pha lỗ để tưới cho cây hành để đáp ứng được bốn cái tiêu chí là to củ, chắc cây, tăng năng suất, hạn chế bệnh, thối củ và giúp cho cái cây hành của chúng ta khỏe mạnh và không bị bệnh. Thì đây chỉ là một trong những cái dinh dưỡng tâm huyết mà Vương đã dày công nghiên cứu trong thời gian mà khảo sát tại khu vực hành Mỹ Tường, Nhân Hải tại quê hương Ninh Thuận của mình. Sản phẩm này hiện đang được ship cross toàn quốc dù chỉ một chai để cho bà con và quý khách hàng dùng thử, đặc biệt là những cột cây gia vị không chỉ hành, tỏi, ví dụ như tí tô, bạc hà, é, quế đều có thể sử dụng cái thằng dinh dưỡng này được. Tại vì những cái loại cây mà tạo được cái mùi thơm, mùi nồng thì chúng ta đều sử dụng cái dinh dưỡng này để nó tăng cái mùi vị lên. Bởi vì cái yếu tố dinh dưỡng quan trọng để tăng cái bộ hăng hắc mùi vị của cây dược liệu và cây rau mùi đó là cái yếu tố lưu hình hữu cơ. Lưu ý là lưu hình hữu cơ nha mọi người. Thì cái dinh dưỡng này hội tụ những yếu tố đó. Và rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian xem qua video này. Nếu như có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm hoặc là về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trồng quế thì xin hãy bình luận bên dưới. Vương sẽ chia sẻ và giải đáp thêm cho mọi người để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái mạng lưới cộng đồng những người yêu nông nghiệp nói được làm được, phát triển và tạo ra những sản phẩm xanh, sạch, an toàn phục vụ cho người tiêu dùng. Một lần nữa rất là cảm ơn quý anh chị em, quý cô chú bác đã dành thời gian xem qua video này. Một lần nữa xin hẹn gặp lại. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trồng Quế, kênh chuyên nói về những cái video, những cái giải pháp nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng bền vững cũng như là những cái giá trị tuyệt vời mà cái con trồng quế mang lại cho nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn. Thì cái chuỗi video về nông nghiệp tuần hoàn không chỉ là cầu nối giữa người mua và người bán, giữa nông dân, bà con với lại khách hàng, mà là còn là cái kênh để chia sẻ và truyền tải những cái kiến thức, những cái nền tảng nông nghiệp mà thực chiến của Vương đã từng trải qua. Thì nông nghiệp là một lĩnh vực cực kỳ rộng lớn, để phát triển nó thì chúng ta cần phải học hỏi từng ngày, cải tiến từng ngày thì mới ra mà áp dụng thành công và theo đuổi, theo kịp thế giới được. Thì hôm nay Vương xin phép giới thiệu một cái sản phẩm rất là thú vị, kết hợp giữa nha đam và chuối cho ra một cái sản phẩm Vương gọi tắt là dung dịch dinh dưỡng sinh học Alo Banamix Aloe Vera kết hợp plus cộng với lại cái banana, tức là chuối, thì sẽ giúp cho cây cứng cáp, kháng được kháng nấm khuẩn dựa trên những cái đặc tính đơn cơ bản nhất của cây nha đam là kháng nấm, kháng khuẩn, làm lành vết thương và tăng sức đề kháng cho cây. Còn đối với cái dinh dưỡng từ cái trái chuối thì nó sẽ giúp cây cứng cáp, khỏe, ra rễ cũng như là độ ra trái, chống rụng bông và tăng cái độ ngọt của trái lên. Đây là cái sản phẩm dinh dưỡng mà Vương vừa nói ha. Cái dung dưỡng, cái dinh dịch dinh dưỡng Alo Banamix sự kết hợp hoàn hảo với nha đam và chuối. Sản phẩm này tâm huyết Vương đã nghiên cứu cho ứng dụng cho cây nho, cây táo, cây ổi ở khu vực Ninh Thuận, cây dưa lưới nữa. Và cái dinh dưỡng này không chỉ đơn thuần cung cấp dinh dưỡng cho cây ăn trái mà chúng ta còn có thể sử dụng nó để phun xịt cho những cái dòng lan, hoa, cây kiểng bonsai đều được. Bởi vì bản chất của dinh dưỡng này là sinh học an toàn nên chúng ta không ngại về cái vấn đề là sốc cây hay là bị cháy rễ gì cả. Đấy. Và tất cả những sản phẩm mà Vương giới thiệu trên đây đều là những dinh dưỡng sinh học an toàn và có thể mix trộn lại với nhau để chúng ta có thể kết hợp phun xịt một lần để cho nó tiết kiệm thời gian và hoàn toàn không gây độc cho cây. Và tỷ lệ hướng dẫn sử dụng, thành phần, công dụng cũng như là một số lưu ý thì Vương có đưa hết trong cái nhãn chai này. Và đây là cái thông tin về số điện thoại cũng như địa chỉ sản xuất cũng như là cái thông tin liên hệ khi mà quý bà con, quý anh chị em có nhu cầu liên hệ thì Vương sẽ tư vấn tận tình và hướng dẫn cho mọi người sử dụng sao cho hiệu quả và tuyệt vời nhất. Đấy. Thì trong quá trình xem video nếu như là mọi người có hỏi bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc gì thì xin hãy mình nhận bình luận bên dưới. Vương đã để số của mình ở bên dưới để chúng ta cùng nhau kết bạn và chia sẻ. Vương sẽ học hỏi thêm những kiến thức của quý anh chị
ghi nhận những góp ý của quý anh chị và sẽ chia sẻ hết những cái kiến thức mà Vương đã từng trải qua để cho mọi người có một cái nhìn khách quan hơn trong cái vấn đề đó là áp dụng những cái dinh dưỡng sinh học an toàn cho cái vườn của mình, góp phần bảo vệ môi trường và tăng năng suất cây trồng và hoàn toàn an toàn với chính sức khỏe của chúng ta khi mà chúng ta áp dụng tại cái vườn của mình. Và thỉnh thoảng Vương sẽ cùng với mọi người tổ chức những cái tour về du lịch nông nghiệp trải nghiệm, cũng như là sẵn sàng mở cửa cái farm nông nghiệp cũng như là trại trồng quế của Vương ở Ninh Thuận và ở Củ Chi để cho chúng ta đến đây giao lưu, kết nối và học hỏi, học tập lẫn nhau hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần đến đây cùng chung một cái đam mê nông nghiệp sạch bền vững thì Vương sẵn sàng mời mọi người một ly trà, một ly cà phê và chúng ta cùng nhau thảo luận, chia sẻ và đàm đạo về những cái kiến thức nông nghiệp tuần hoàn. Và hy vọng rằng những cái video tiếp theo sẽ đáp ứng được nhiều hơn những nhu cầu của quý anh chị em, cô chú bác về nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng vào những sản phẩm do chính Vương và các cộng sự tự nghiên cứu, tự sản xuất, tự cải tiến trong suốt quá trình áp dụng ngay tại vườn của mình. Áp dụng thành công tại vườn của mình, Vương mới mạnh dạn cung cấp cho bà con và quý khách sử dụng. Thì đó cũng là một trong những cái niềm tin và niềm vinh hạnh, tự hào khi mà cung cấp sản phẩm tâm huyết của mình. Bà con sử dụng thành công, ứng dụng hiệu quả, tăng năng suất và đem lại nhiều lợi nhuận cho bản thân, gia đình của bà con nông dân và quý khách. Chính là niềm vui và niềm tự hào khi mà những sản phẩm nghiên cứu chất xám của mình đã được ứng dụng thành công. Và một lần nữa, xin cảm ơn và kính chúc bà con bộ mùa bội thu. Xin hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Thì hôm nay farm đang tiến hành làm một mẻ dịch trùng mới. Thì đương nhiên khi làm dịch trùng thì chúng ta sẽ chia thành hai mẻ, một mẻ dành cho trồng trọt và một mẻ dịch trùng dành cho chăn nuôi. Rồi sẵn tiện đây là mời mọi người vô tham quan cái quy trình sản xuất luôn ha. Đây là một góc của farm nông nghiệp tuần hoàn ha mọi người, những cái bông rất là tươi. Thì đây là cái khu vực sản xuất ủ meo vi sinh của Vương, và hiện tại là đang ủ dịch trùng bằng trùng đông lạnh. Tại trùng đông lạnh thì chúng ta có thể bảo quản lâu và xài từ từ được. Thì cameraman quay vô cho mọi người cận cảnh xem thử là bên trong cái thùng này là trùng đông lạnh nó như thế nào. Đây là những cái bịch trùng đông lạnh một ký nha mọi người. Đấy, ngoài việc bán trực tiếp trùng đông lạnh cho những cái trại lươn, tôm, cua, cá ra thì Vương cũng sẽ bán cho những cái cơ sở sản xuất nào có nhu cầu sản xuất cái dịch trùng từ cái trùng thịt này. Rồi, thì chị đang ủ cái men và những cái phụ phế phẩm đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì trùng chúng ta đổ vô cái đúng tỷ lệ và sau đó ủ lên men khoảng tầm 2-3 tuần, trùng sẽ phân rã ra dưới tác động của vi sinh vật. Đấy, thì khoảng 2-3 tuần nữa thì Vương tiếp tục sẽ làm cái video để nghiệm thu cái công trình mẻ ủ này cho mọi người xem thử bề mặt và cái mùi màu sắc của cái mẻ ủ trùng quế như thế nào ha. Thì hy vọng rằng trong cái quá trình xem video thì mọi người sẽ cảm thấy thích và đặt câu hỏi để Vương có thể tương tác và trả lời những câu hỏi của mọi người. Và những sản phẩm về trùng quế, về nha đam, về dinh dưỡng, về chuối, trùng quế, trùng giống thì Vương sẽ cung cấp cho tất cả mọi người. Và một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào mọi người, thì hôm nay Vương sẽ quay cận cảnh mọi người xem cái quy trình mà Vương đang chuẩn bị cái nguồn trùng đông lạnh để làm dịch trùng quế. Thì dịch trùng mà Vương sẽ chia thành hai thùng, đó là mỗi thùng là khoảng tầm 100 lít dịch trùng cho cây trồng và 100 lít là dịch trùng cho vật nuôi. Đấy. Thì trùng đông lạnh thì Vương sẽ đóng túi một ký như thế này, ngoài cái việc là bán cho bà con nuôi lươn, nuôi cá trình, cá chập ở dưới miền Tây thì Vương cũng sẽ sử dụng cái nguồn trùng đông lạnh để bảo quản và sử dụng từ từ. Là trùng đông lạnh thì chúng ta sẽ vô một cái túi một ký như thế này. Camera tới gần quay vô bên trong cái thùng xốp cho mọi người xem. Đấy, cứ một thùng như vậy là Vương bán là khoảng 45 gói là 45 ký cho bà con nuôi lươn, nuôi cá trình, cá chạch ở dưới miền Tây. Đấy, thì một thùng như vậy chúng ta sẽ ủ được khoảng tầm một thùng 45 ký thì chúng ta sẽ ủ ra khoảng tầm 50 lít dịch trùng. Thì bởi vì trong quá trình chúng ta ủ chúng ta sẽ bổ sung thêm men vi sinh và một số cái hoạt chất lên men khác để làm sao mà chúng ta rút ngắn cái thời gian ủ men xuống và tăng cường cái khả năng thủy phân cái trùng này ra để cho chúng ta thu hoạch cái dịch trùng nguyên chất và đậm đặc giàu dinh dưỡng nhất. Đấy, thì nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, men cũng đã có và thùng chứa cũng đã có. Thì một lát nữa sau khi quay xong video này thì các anh chị sẽ vô cắt và cắt từng cái bịch này và sẽ đổ trùng này vô bên trong thùng và tiến hành ủ.
trung bình là khoảng tầm 20-25 ngày là ủ thành phẩm nha mọi người. Đấy. Thì ủ bằng cái dịch, ủ bằng cái men này. Men này là men vi sinh. Tới gần cho mọi người xem cái men vi sinh ứng dụng này là cái men mà do Chính Vương nghiên cứu và sản xuất, hiện tại đang được ứng dụng để ủ những cái loại dinh dưỡng như là đạm cá, đạm bánh dầu, đạm đậu nành, đệm lót sinh học hoặc là khử mùi chuồng trại. Thì cái dinh dưỡng dịch trùng quế cũng không ngoại lệ, cũng là một cái nguồn nguyên liệu mà Vương sử dụng cái men vi sinh này để ủ tạo ra dịch trùng quế. Thì trong những cái video trước Vương đã hướng dẫn mọi người cái kỹ thuật đó là sử dụng cái trùng quế kết hợp với lại cái men vi sinh này để ủ dịch. Thì cái quy trình đã có hết đầy đủ trong cái bộ sách mà Vương đã giới thiệu, mọi người có thể xem lại. Thì cứ mỗi thùng như vậy thì chúng ta sử dụng khoảng tầm 2 chai men này,